Abelisaurus là một loài khủng long ăn thịt. Chi này chỉ được biết đến từ một hộp sọ không hoàn chỉnh được phát hiện ở Argentina vào năm 1983. Chi này và loài duy nhất của nó, Abelisaurus cumahuensis, được đặt tên và mô tả vào năm 1985. Mặc dù hiện nay chúng được xếp vào họ Abelisauridae, nhiều nhà cổ sinh vật học vẫn tin rằng thằn lằn của Abel trên thực tế là Carcharodontosauridae. Những loài khủng long chân thú này khá lớn, có lẽ là loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của chúng. Hãy tưởng tượng rằng chỉ riêng hộp sọ của chúng đã dài gần 1 mét. Như vậy, Abelisaurus có thể đã nhắm mục tiêu vào các loài động vật ăn cỏ đi lang thang khắp Argentina, thậm chí có thể là những loài sauropod lớn. Bạn có đang tò mò và muốn tìm hiểu thêm về loài khủng long này? Hãy tiếp tục theo dõi đến cuối video này để biết thêm thông tin thú vị khác và chúng mình sẽ có riêng một câu hỏi ở cuối video dành cho các bạn cùng tương tác với chúng mình nhé! Còn bây giờ, hãy bắt đầu video thôi nào! Abelisaurus chỉ được biết đến từ các hóa thạch hộp sọ. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học tập trung nghiên cứu chủ yếu vào việc phác thảo hình thái hộp sọ. Do đó, bộ xương sau sọ của Abelisaurus ít được biết đến hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng phác thảo một diện mạo có thể có dựa trên những gì đã biết về các thành viên khác trong họ Abelisauridae. Các nhà khoa học ước tính rằng Abelisaurus có chiều dài hộp sọ khoảng 85 cm. Nó có những đường gồ ghề đặc biệt phía trên mắt và trên mõm. Điều này làm cho chi này nổi bật hơn so với các loài Abelisauridae khác. Chúng có màu xương hoặc sừng thay vì gờ. Hơn nữa, các nhà khoa học không loại trừ khả năng những đường vân này hỗ trợ một loại màu keratin có thể đã bị thất lạc trong quá trình hóa thạch. Giống như các loài khủng long khác, Abelisaurus có cửa sổ lớn trong hộp sọ nhằm mục đích giảm trọng lượng của hộp sọ. Trong khi hầu hết các hộp sọ của khủng long chân thú đều có mõm thon thì nó và các loài Abelisauridae khác lại có mõm cùn. Các nhà khoa học có thể ước tính chiều dài và trọng lượng cơ thể của Abelisaurus dựa trên chiều dài và hộp sọ. Một số đề xuất chiều dài từ 10 đến 11 mét và trọng lượng là 3 tấn, trong khi những người khác lại giảm những con số này xuống còn 7,2 đến 7,4 mét và nặng 1,65 tấn. Chiều cao ước tính là 2,1 mét. Abelisaurus được biết đến là có chi trước 4 ngón, có lẽ họ bước đi với cánh tay giữ thẳng vì khớp khuỷu tay của họ không linh hoạt. Mặt khác, các loài Abelisauridae khác như Nuasaurus đã tiến hóa để có chi trước và ngón tay dài hơn và linh hoạt hơn. Do đó, vì không có chi trước nào của Abelisaurus được phục hồi nên chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn về hình thái chi của chúng. Nhưng bạn có thể đổ lỗi cho chúng tôi vì đã đoán không? Suy cho cùng, rất nhiều khía cạnh về thời tiền sử của thế giới chúng ta chỉ là những suy đoán thuần túy. Có một số nghiên cứu gần đây cho rằng Abelisaurus cumahuensis là một loài Orcasaurus garrydoi. Nếu điều này là đúng thì mẫu vật được sử dụng để mô tả loài này nhỏ hơn rất nhiều và xét theo chiều dài cơ thể của nó thì chi trước cũng dài hơn. Tuy nhiên, tính đồng nghĩa vẫn chưa được chấp thuận hoàn toàn, vì vậy những giả định này một lần nữa vẫn chỉ là những giả định. Vẫn chưa biết chính xác hóa thạch của Abelisaurus đã được phục hồi từ đâu. Một số nguồn đã liệt kê nó thuộc về thành hệ Allen, trong khi những nguồn khác đề cập rằng hộp sọ đã được phục hồi từ thành hệ Anacleto. Xem xét rằng không có nhân chứng nào có mặt tại địa điểm này còn sống, thật khó để hiểu lãnh thổ nào được coi là quê hương của nó. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến phạm vi thời gian của Abelisaurus vì thành hệ Allen có niên đại từ 73 đến 69 triệu năm trước, trong khi thành hệ Anacleto có niên đại từ 83 đến 74,5 triệu năm trước. Tuy nhiên, hai hệ tầng này có lẽ có môi trường tương tự như nhau, chẳng hạn như sông ngòi và hồ nước. Khí hậu có thể ấm hơn hiện nay, mặc dù xu hướng mát mẻ đã xảy ra. Abelisaurus là loài ăn thịt đi bằng hai chân. Giống như các loài khủng long chân thú khác, nó có thể là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường sống của nó. Các nhà khoa học đã cho rằng Abelisaurus ăn các loài sauropod như Barosaurus, Neoquinsaurus và Atactosaurus. Nó cũng có thể là một kẻ nhặt xác, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Một số nguồn đề cập rằng Abelisaurus khá đơn độc nhưng không từ chối săn bắn theo nhóm nếu có cơ hội. Chiến lược săn mồi này có thể đạt hiệu quả cao nếu họ săn những loài sauropod lớn như Barosaurus hoặc Antarctosaurus có chiều dài đạt tới 17-18 mét. Vì mắt của nó không hướng về phía trước như một số loài Tyrannosaurus nên Abelisaurus có lẽ không dựa nhiều vào thị lực của mình để bắt con mồi. Thay vào đó, nó có thể là loài chạy nhanh vì chi trước của nó có thể đủ khỏe để đạt được tốc độ cao. Nếu các chi sau của Abelisaurus giống với chi của Carnotaurus thì nó có thể đạt tốc độ từ 48 đến 56 km/h. Ngoài những chi tiết này, người ta còn biết rất ít về hành vi, lối sống và sở thích ăn kiêng hoặc săn bắn của các loài khủng long chân thú Abelisaurus.
Giống như các loài khủng long khác, Abelisaurus sinh sản bằng cách đẻ trứng. Nhiều nghiên cứu cho rằng con cái có thể đẻ hai quả trứng cùng một lúc. Ngoài ra, con cái có lẽ có hệ thống giống cá sấu, đóng vai trò là nơi lưu trữ trứng chờ thụ tinh. Vẫn chưa biết liệu Abelisaurus có ấp trứng hay không, nhưng hành vi này đã được xác nhận ít nhất ở một số nhóm khủng long chân thú. Nếu quá trình ủ bệnh xảy ra, nó có thể kéo dài từ 60 đến 90 ngày. Nhiều loài khủng long con được biết đến là thuộc loại tiền xã hội, có nghĩa là chúng khá phát triển và có thể tự bảo vệ mình trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ sau khi nở. Các nghiên cứu về sự sinh sản và tăng trưởng của Abelisaurus cho thấy chúng phát triển chậm hơn rất nhiều so với các loài khủng long chân thú khác. Một số cần khoảng 20 năm để đạt được kích thước tối đa. Được biết, mặc dù phát triển tốt khi mới nở, nhưng động vật tiền xã hội phát triển chậm hơn nhiều trong suốt cuộc đời và trưởng thành hơn về mặt sinh dục muộn hơn. Họ Abelisauridae được xếp vào nhóm khủng long chân thú Ceratosauria, xuất hiện vào đầu kỷ Jura khi chúng tiến hóa và đa dạng hóa. Ceratosaur cạnh tranh với các Titanurans chuyên biệt hơn. Abelisaurus comahuensis là loài điển hình của lọ Abelisauridae. Cả hai đều được đặt tên để vinh danh Roberto Abel. Hiện tại, người ta tin rằng vị trí cơ bản nhất của họ Abelisauridae thuộc về Eoabelisaurus, sinh sống ở Argentina khoảng từ 179 đến 178 triệu năm trước. Như vậy, Abelisaurus cách xa loài Abelisaurus lâu đời nhất gần 100 triệu năm. Họ Abelisauridae bao gồm hai nhóm khủng long chính, đó là Carnotaurini và Majungasaurini. Abelisaurus là một phần của chi trước đây và được xếp tiếp vào chi Furiliosauria và Carnotaurini. Ngoài ra, một nhóm gọi riêng biệt được gọi là Abelisaurini đã được thành lập để bao gồm Abelisaurus và Archosaurus có thể là một. Hóa thạch Abelisaurus được đưa vào vũ trụ của sinh vật học vào năm 1983 khi Robert Abel phát hiện ra một hộp sọ không hoàn chỉnh ở mỏ đá Lago Pellegrini. Robert Abel cũng là giám đốc của bảo tàng tỉnh Carlos Ambedino của Argentina, nơi hộp sọ của Abelisaurus hiện đang được trưng bày. Năm 1985, Fernando Emilio Nuvas và Jules Bonaparte đã sử dụng hộp sọ hóa thạch để đặt tên cho chi và loài của Abelisaurus comahuensis. Gregory Scopel cho rằng Alcasaurus, một loài Abelisaurus cỡ trung bình được phát hiện ở hệ tầng Anacleto, đồng nghĩa với Abelisaurus. Hóa thạch của hai loài khủng long chân thú này quả thực có rất nhiều đặc điểm chung, nhưng chúng vẫn được phân loại thành các đơn vị phân loại riêng biệt. Kể từ khi phát hiện ra Abelisaurus, các nhà cổ sinh vật học đã phục hồi được nhiều chi Abelisaurus khác được biết đến từ những bộ xương hoàn chỉnh hơn. Abelisaurus có nhiều đặc điểm với các Carnotaurini và một số nghiên cứu cho thấy, trên thực tế, nó có thể là một dẫn xuất của các Carnotaurini còn tồn tại muộn. Họ cho rằng những khám phá hóa thạch trong tương lai sẽ chứng minh cho lý thuyết này. Cho đến lúc đó, Abelisaurus vẫn là một Abelisaurus. Argentina vào cuối kỷ phấn trắng có rất nhiều loài khủng long, bao gồm các loài sauropod, ornithischian và theropod, các loài cá sấu như Gasparinicus và Perosaurus, rắn như Dinilicia và rùa như Procalidella và Yaminuacalis cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, Abelisaurus có lẽ không hề để ý đến cá sấu hay rắn. Họ khá tập trung vào động vật ăn cỏ để có thể dùng làm bữa ăn của mình. Quần thể khủng long ăn cỏ của hệ tầng Anacleto được đại diện bởi các sauropod và ornithischian. Các loài động vật ăn cỏ lớn nhất có thể là Antarctosaurus và Barosaurus. Chúng lớn gấp đôi Abelisaurus, vì vậy động vật ăn thịt có thể phải vật lộn một chút để khuất phục chúng. Nghĩa là nếu nó từng nhắm vào mục đích để giết họ, nếu Abelisaurus đi săn theo bầy, chúng sẽ có cơ hội thưởng thức bữa ăn sauropod khổng lồ cao hơn. Mặt khác, đừng quên rằng phạm vi thời gian của Abelisaurus vẫn chưa được xác nhận đầy đủ, vì vậy nó có thể không vượt qua được tất cả các loài động vật ăn cỏ được đề cập ở trên. Argentina là quê hương của những loài khủng long ăn thịt khác ngoài Abelisaurus, loài này có thể đã gây ra sự cạnh tranh nhất định về thức ăn. Nếu Abelisaurus được phục hồi từ thành hệ Allen, nó có thể đã có một cuộc sống thú vị hơn rất nhiều vì lãnh thổ này có nhiều sinh vật thời tiền sử hơn. Nó từng là ngôi nhà của ếch, động vật có vú, thằn lằn đầu rắn, thằn lằn bay và nhiều loài cá khác nhau. Abelisaurus là loài Abelisaurus đầu tiên được đặt tên và mô tả, vì vậy tầm quan trọng của nó trong cổ sinh vật học là không thể chối cãi. Xem xét rằng, mô tả dựa trên một hộp sọ không hoàn chỉnh, chúng ta không thể phủ nhận thực tế là các nhà khoa học đã làm rất tốt trong việc phác thảo các đặc điểm, hành vi, lối sống và sở thích ăn kiêng đặc biệt của nó.
Không cần phải nói, những khám phá của sinh vật học mới là điều cốt yếu để tìm hiểu thêm về loài khủng long chân thú thời kỳ phấn trắng muộn này ở Argentina. Thật may mắn cho những người đam mê khủng long, hộp sọ nguyên bản của Abelisaurus đang được trưng bày tại bảo tàng tỉnh Carlos Ameghino, bảo tàng nằm ở thành phố Cipolletti, tỉnh Rio Negro của Argentina. Nếu bạn sống ở Argentina hoặc đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến miền Nam Nam Mỹ, đừng ngần ngại xem qua những hóa thạch có niên đại gần 100 triệu năm trước này. Abelisaurus comahuensis là loài duy nhất trong chi Abelisaurus. Nó được thu hồi từ Argentina vào năm 1983. Các nhà khoa học tin rằng nó là cư dân của lãnh thổ Patagonia vào cuối kỷ phấn trắng, mặc dù họ không hoàn toàn chắc chắn về dòng thời gian tồn tại chính xác. Video ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Trước khi chào tạm biệt các bạn, mình sẽ đặt một câu hỏi và các bạn sẽ trả lời ở phần bình luận. Đáp án sẽ được công bố trước khi vào video tiếp theo. Câu hỏi sau đây sẽ là: Abelisaurus nào có kích thước lớn nhất? A là Pycnonemosaurus, B là Ecrisinatosaurus, C là Majungasaurus và D là Indosaurus. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.